Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Chiều nay mình đi chơi với Mỹ, dẫn đi chơi hay mày? Đi chơi bắt bò với lại Phật. Ồ. Chiều nay bé Mỹ dẫn đi chơi. Thế mày? Bé Nhi với bé. Dẫn hai đi chơi ha. Bé Nhi với bé Trung đi về hả mày? Về trước rồi. Chơi. Nhi về, Nhi chơi, đi. Chơi. Nhi đi. Chơi. Nhi đi học. Cầu này là cầu Tràm Ơn. Mẹo vô. Mấy nó nhìn nè. Sợ thấy không kịp. Bây giờ mình đã tới chùa. Ở ngoài thả diều quá trời luôn. Ở ngoài thả diều quá trời luôn kìa mấy. Sướng lần đầu tiên lên đây dẫn đi chùa hổ cho biết. Chứ gì? Bảy rồi Úc Đạt đồ. Chính truyền là biết hết rồi. Mấy cây này quá cao. Đây dạ, đây cho. Hoặc đi, đó. Nhánh làng này nó đu lên cái thằng cây. Thằng cây này quá to luôn. Có bông. Phạt cái gì xá đi, đi nhìn nữa đó. Xá vậy đó, đúng rồi, bao phạt nha. Cái bay nữa kìa. Rồi cái ồ đế đó. Rồi mua Phật đi. Mua Phật đi rồi mình đi chơi tiếp. Đẹp ghê không? Tao thấy rồi. Thấy là nha. Thấy là nhớ nó bài xuống. Thấy là thấy mạnh cái giục lại nãy đó. Trời ơi, vẻ thấy gì á. À, vậy là nó còn ướt quá nó. Đúng rồi. Đó. Trái này còn ướt, ướt nhẹp à. Nó còn ướt. Cái này còn ướt. Nó khô mới nó quay dữ dữ. Cái này còn xanh. Này mấy đứa nhỏ thả diều. Gió này thả diều dữ dằn luôn. Cái diều bay. Vừa bay rồi đứt dây luôn. Cái mấy sông mà mát không? Đó, cậu tụ kìa. Dạ. Bồ câu quá trời bồ câu luôn kìa. Ôi cái nóc nhà nhóc luôn kìa. Ôi. Trong đó nó còn một bầy nữa. Ừ, nhóc trưng kìa. Quá trời luôn. Sáu đi trước rồi hả? Dính liễu không? Ông liễu không ta? Ông liễu hay vậy mà? Đúng liễu đó nha. Mẹ liễu nè. Cái này bự bông hả? Ừ. Bông chùm chùm luôn. Đây, giờ mình giả tay gặp mấy sông lớn. Không gió mát lắm á.
Ồ, tàu xà lan nhóc luôn. Đó. Xà lan quá trời xà lan luôn. Ủa, có phần đó đây đó. Có phần đó đó hả? Bè cá quá trời. Đây ta câu cá nhà mấy mẹ đó đó. Trời ơi, mặc áo vậy kéo đi kìa. Cười hé nữa. Ồ, ba môn quá trời môn luôn. Đây ba môn nằm ngứa, mọc quá trời mọc luôn. Nước cạn nó mới cạn, cái nước này nước nhóc hết trơn. Nè, cũng văng lưới như vậy. Bè cá người ta nuôi nhóc ha. Một trời buổi chiều hoàng hôn. Nhớ kỳ nào có đi lần bánh phà nào ta. Rồi đi vô. Thôi cô ba Mỹ ẩm đi. Hôm nay mình đi vòng vòng ở bên phố Điềm bên đây, Long Xuyên. Đi vòng vòng. Đi dạo vòng. Đèn quá. Chào. Đây có nhà mình đi ăn sáng nha. Hôm nay đi dẫn chạy trước đi công tắm. Tắm diễn hả? Rồi, giờ đi chợ nha. Mỹ đi học luôn. Ai tới đây cũng chắc đi ăn công tắm nhiều đó. Đây mình tới tiệm cơm. Này lục bình mà. Có bông cái là nhóc luôn. Nước lúa được mấy bông á? Quá trời trái mận. Nay mùa mặn. Mấy ăn với bự với nhỏ mày? Mấy ăn với lớn nè. Được chà bá luôn. Tôm tắm này biến chín. Con diễn mà. Còn nữa thôi, còn nữa để cho cái gạo thôi. Gì trời? Cơm này có mỡ hành nó nhìn hấp dẫn. Không có ăn là mẹ không có cho đưa đi học à. Cơm tắm này nó nhuyễn. Cơm mâm ăn. Nó là ăn kẹo. Nó là ăn kẹo gì. Rồi, mình mời cô chú anh chị bạn vào ăn cơm tắm nha. Ấm mới mấy? Ấm lắm xưa. Xin mời ông bà cô chú ăn cơm đi.
Ờ, hai cô ba Mỹ đi học không ơi? Rồi sáu ra chợ mua trái cây. Nó gạo lấy lửa mặn nữa gạo. Lấy lửa mặn đi. Cái con cơm càng xanh, bụi càng nó dài. Bự quá rồi, nó xanh rồi. Nó xong luôn rồi. Bán 15 là có hoa bán cho 27 hết trơn. Mày đúng không xong luôn, bánh gần như gì. Coi kẹt rồi. Được mấy con tôm này tôm xong. Nấu lẹ quát ra ha. Nấu rồi quát ra. Nấu xong rồi mình bán nha. Giống chả cá quá hả? Bán miễn nha, xong rồi cái để bột măng vô với lại bột miết vô. Cái thay vì ta để sữa mà thôi, có phải để sữa cho nó không béo bằng nước cốt dừa, nay chế qua nước cốt dừa ta. Ai cũng làm bằng sữa hết nha. Làm nước cốt dừa cho béo. Này bột miết. Năng bột miết. Ba bé bột miết vô. Đậu chừng không mà cháu làm quá chuẩn có gì hết trơn. Sao con thấy sao để bột bột năng nhiều hơn phải không? Bột năng nhiều hơn bột nếp, giống như chén bột năng nửa chén bột nếp. Dạ. Rồi khoai thì giống như chén vậy đó. Cốt chế vô. Rồi nào mình mới bỏ đường ta? Con đi lại múc đường đi. Đường vô. Mình cho đường vô mình trộn lên luôn hết. Muỗng đường nữa đi con. Hoa này bị nhỏ rồi. Để ngồi sao coi coi được chưa rồi hả? Thêm đường. Không tím hùng rồi bữa hôm sao làm tím nhất à. Không phải tím hơn, nay khoai này không tím hùng. Khoai tím làm nó đẹp. Ý là móc móc cái củ khoai thấy nó tím rồi mà da đó gốc gỗ trong nó không tím. Ồ da tím chứ khi nó ruột không tím. Ở dưới mình mua sao ra được củ khoai tím nghiệm á. Là gì hả? Quậy hả? Bể cái tô rồi tháo đó. Ừ, nó bò hả? Này mình ăn lẩu bò. Mà cái nhà dùng lẩu bò. Ngày qua thì mình thứ là nó có hay kêu qua chị thè không có nhà. Con biết chuyện xấu đi mà mẹ ăn thăm dò tình hình nha. Là ai ăn được gì nhúng nha, hủ tiếu miếng gì đó, mì á, phở có luôn hả? Đó trời ơi, bọc mì mà nó hỏi mì đâu, xác quên luôn, hết cái đường. Coi điện thoại với chị. Nóng thổi. Tôm này có gạch đỏ mà luôn. Ngủ nhắc mà chỉ làm nóng vậy. Này gạch thối luôn. Thôi tôm xong phải không? Tôm xong. Sáng mấy tôm càng xanh nha. Nhìn như càng như khúc cây á. Dài xanh lè. Tôi thấy lòng bia rồi nó mê. Họ đưa nó uống nóng uống nha, lắc đầu. Nó lắc đầu ghê. Nó da nó dài ngon lắm nhớ. Chạy hả? Chết con sáu mất đi luôn rồi. Kêu bà sáu cứu bộ. Ha ha ha.
Trời ơi, tiếng rồi, tiếng rồi. Kêu bà, kêu đi, kêu đi bà. Ta ghé, ta ghé, ta ghé cái bình nước hết đó. Ăn bánh tiếp. Là ngày là thứ hai sao làm nữa nha. Nắng cháo à. Em muốn biết cái này có gì nữa đây là. Mà muốn con gì với con làm con đừng ủ nha. Hồi đợt khám không? Hồi đợt khám anh tiến trước hả? Cũng bị nổ nữa. Giống, này giống củ pha lan. Ủ nó mới bị nổ. Pha lan chín nó nứt ra. Vậy để mà muốn con gì với con làm con đừng ủ thôi. Đừng ủ thử coi. Giờ bánh khoai mỡ của mình chiên nó vàng rồi nè. Thì mình sẽ gắp nó ra. Chiên vàng như vậy là được rồi. Nó nứt vậy mà ngon hơn được rồi nữa hả? Cốt dừa béo hơn. Ăn bánh ăn nước cam à. Nó bổ. Ngon ha, nó béo giòn giòn ha. Bánh nó béo. Ừ. Nước cốt không? Nước cốt không em? Đó tiểu đường. Làm lạc lạc thôi. Còn bánh nèm có lựa cho. Học bánh nèm có lựa cho. Học mít giờ mặn. Bánh. Thời bữa giờ ta ít ra hột mít nên ta bỏ không à. Hột mít chỉ ăn ngon quá. Lâu lắm rồi sao không ăn cái lấy vô. Hột mít với hột sầu riêng á, nướng với luộc. Ở ngoài nó giòn ở trong nó. Cái hột sầu riêng ăn cũng ngon. Ngon. Riêng cũng ngon. Nướng ăn nó thơm hơn luộc nữa. Cái đèn xuống trên nè. Xuống trên tháng 4 nè. Bánh nó mở nè. Năm. Cái gì? Chị chưa làm luôn hả? Em làm trước chị nữa rồi. Ngon. Ê. Tao chụp hình mà đi nặng đây ế vậy. Đúng rồi. Vậy là ế điều điều quá. Thôi gọi là ế điều điều. Học đều nữa. Bảy già lé lé cái đó. Ế mà đi ăn học đều nữa là ế điều điều rồi gọi vậy đó. Hai Sướng xin kết thúc clip đây cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo có Hai Sướng nha. Bữa nay Hai Sướng về Vĩnh Long luôn. Khoảng chiều chiều mình về. Cho mát mát mình chạy về.